sạch smoothie. Nhóm đồ uống đá xay smoothie này là một nhóm đồ uống đá xay có hương vị trái cây, được mix từ hoa quả, nguyên hoa quả và các nguyên liệu đi kèm như là đường, sữa tươi, kem béo và một số nguyên liệu khác như là hoa quả tươi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn món smoothie có hương vị dâu tây chanh vàng. Để làm món smoothie dâu tây chanh vàng này, trước tiên các bạn cần chuẩn bị như là sirap dâu, mứt dâu và các nguyên liệu như là đường, kem béo, sữa tươi không đường và một nguyên liệu quan trọng khác nữa đó là bột mix. Bột mix này thì có tác dụng là chống phân tầng cho đồ uống, giúp đồ uống có độ liên kết hương vị và chống tách tầng lâu hơn, giữ được quản lý tốt hơn cho nhóm đồ uống này. Để làm nhóm đồ uống này rất đơn giản, các bạn tập đến các nguyên liệu có để bỏ lại vào cuối tay và xay đều lên với đá cho mình. Thì nguyên liệu của món này gồm có 10ml đường, kem béo thực vật 20ml. Chú ý là khi đọc nguyên liệu thì mình sẽ đọc những đồ làm trước và đồ đặt mình đọc sau. Sữa tươi không đường là 50ml. Tiếp theo là sirap tạo vị, có nước tạo vị của hãng Mua Lua, ở đây mình sử dụng hãng Mua Lua. Đơn giản mọi người vì nó rất là ngon bổ rẻ và dễ kiếm. Sirap dâu tây ở đây mình sử dụng 20ml. Tiếp theo là tạo vị dâu tây của hãng Mua Lua, định lượng là 20ml. Khi mà tích đong còn có diện tích để đong thì chúng ta sẽ cố gắng đong hết một lượt, sau đó mới đổ vào trong cuối tay để tránh phải thao tác rửa nhiều lần. Ok, tiếp theo là sữa chua. Sữa chua ở đây là mình sử dụng sữa chua có đường, định lượng là 30ml. Bột mix thì có hai loại, bột mix vani và bột mix không có hương vani. Ở đây mình chọn bột mix có hương vani và tất cả nó sẽ phải có mặt ở trong cái nhóm đồ đá xay này, đặc biệt là nó chống phân tầng và chống giúp cho hương vị được liên kết hơn. Sau khi đã đong đến các nguyên liệu vào trong nồi xay rồi, ở đây với món này thì nó là đá xay dâu tây chanh vàng, ở đây là không thể thiếu một cái nguyên liệu rất quan trọng, đó là chanh vàng. Chanh vàng này ở đây mình sử dụng là một lát. Cuối cùng là bỏ đá vào xay, với lượng đá ở đây mình sử dụng là 180g. Để nhanh hơn trong quá trình làm việc thì các bạn có thể sử dụng một cái bình lọc có thể tích là 500ml này, với một lượng 180g thì mình sẽ đong gần đầy cái bình lọc 500ml này. Trước khi lưu ý là trước khi chỉ kem thì
bạn ấy đông ngực vì em xuống thì lắc nhẹ khoảng độ vài cái và mình bắt đầu phần tiến hành phần kem này. Cái đầu của vòi chỉ phải cắm thẳng xuống cấp nhất, sau đó thì mình sẽ đi một vòng toàn tốc và vào giữa lần. Đều tay vào giữa, giữ nguyên, nó đó ngang và nhấc lên. Để trang trí mặt mặt tôi cho bóng này thì bạn sẽ sử dụng một lá chanh này và nửa lá chanh này để cháo lên và dưới thêm một chút cái siêu dầu lên khoảng độ 3-5 ml trong vài đó thôi. Ok, chúng ta đã hoàn thành món đã xay dầu tây chanh bạc.